Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh đã tiếp ngài Jayaratnam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, ngài Jayaratnam cho biết Bình Dương luôn là điểm đến đầu tư và là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore trong nhiều năm qua. Cơ quan đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Singapore tại Việt Nam rất quyết tâm để nâng tầm hợp tác với tỉnh Bình Dương. Theo đó, sẽ tích cực hỗ trợ Bình Dương thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, tái tạo. Đồng thời sẽ giới thiệu nhiều doanh nghiệp tiềm năng sang tham quan, khám phá đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bình Dương, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao. Tiếp tục hỗ trợ và đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tỉnh thu hút được các nhà đầu tư có giá trị cao tại Singapore. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh cảm ơn ngài Jayaratnam đã luôn dành tình cảm cho Bình Dương trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết tỉnh Bình Dương đang tập trung nhiều lĩnh vực khác ngoài công nghiệp và sẽ có nhiều dự án hợp tác giữa Bình Dương và đối tác Singapore. Mong rằng thời gian tới, ngài đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm và giới thiệu nhiều doanh nghiệp tiềm năng của Singapore đến tìm hiểu đầu tư vào Bình Dương, hỗ trợ Bình Dương phát triển đô thị xanh, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu phát triển của tỉnh và của doanh nghiệp đầu tư.